Ngoài hiên giọng mưa thu tí tách rơi, trời lắng u buồn mây hắc hiu ngừng trôi. Hên mà chạy về kịp á, không là ướt nhẹ. Ủa ba ơi, mẹ có nhà không ba? Mẹ con ra ngoài rồi. Nói rồi. Mẹ ra ngoài rồi sao con xin đóng tiền học được? Ba ba, mẹ cho con tiền đóng tiền học nha ba. Trước khi đi mẹ đã dặn ba là không cho con tiền. Ủa, chứ mẹ nói gì là ba phải nghe lời vậy hả? Ba phải có chính kiến riêng của mình chứ. Con trai à, con hãy nhìn những giọt mưa rơi đi. Hay lắm đúng không? Là sao ba? Con hãy nhìn đi, những giọt mưa rơi ngoài hiên tí tách rơi. Ngoài hiên giọt mưa tu tí tách rơi, trời lặng u buồn mây hắc hiu ngừng. Những nhà khác đâu có đàn ông nào nghe tiếng mưa rơi như ba đâu. Có lẽ con người càng lớn tuổi sẽ càng cư xử ngược lại với giới tính của mình. Nghe hơi kỳ nhưng đó là sự thật. Nếu đó là do tác động của hormone thì trong người của ba tôi, hormone nữ đang bắt đầu phát huy đến mức kỳ lạ. Anh bị gì vậy? Bị gì là gì? Đàn ông đàn an cái gì mà em thấy thoa kem dưỡng da hơn một tiếng đồng hồ rồi chưa có xong á. Có thể đừng thoa vậy nữa được không? Nè, anh lại uống cái thuốc đó nữa hả? Thuốc của bạn anh mua mà, nó mua nước ngoài nữa đó. Anh có hỏi thằng sĩ chưa mà uống? Nước ngoài thì nước ngoài chứ, mình đâu có biết trong đó là thuốc gì. Bạn nói thuốc này tốt lắm, chắc chỉ là thuốc bổ bình thường thôi. Ủa? Sao bà nói đi hớt tóc mà sao còn ngồi ở đây? Ủa ba khóc hả? Sao vậy ba? Con có coi bộ phim này bao giờ chưa? Phim là sao ba? Phim mà nếp. Phim gì mà buồn như phim đẹp. Dạ em chào anh, mình có chọn xử lý nào cắt trước cho mình không ạ? Tụi tôi lần đầu tiên tới đây chỉ muốn hớt tóc bình thường thôi. Dạ rồi, vâng, em mời anh ngồi chờ đây lát giúp em nha. Dạ rồi. Coi kiểu rồi bà. Ủa, Nguyên. Ủa, ô, cô dạ. Giáo. Em chào anh. Ủa, anh tới đây làm cái gì vậy? Vô tiệm hớt tóc lẽ để ăn còn hỏi. Cái thằng này nói chuyện kiểu nó hay giỡn với em vậy anh. Cô giáo có tới để hớt tóc hả? Dạ không, bữa nay em tới gọi đầu. Dạ. Em mời một người vào cắt trước ạ. Bà nhường con vô trước nha bà. Ừ, con vô đi. Dạ, em mời. Ủa, hôm nay anh tính làm kiểu tóc kiểu gì vậy? Thật sự ra tôi cũng chưa biết nữa. Cho nên bây giờ coi catalog coi hết kiểu nào hợp với tôi nè. À, hợp với anh hả? Điều Christina. Có bao giờ anh thử uống tóc chưa? Ôi, đàn ông trai ai uống tóc bao giờ? Không có đâu anh. Tại vì á, uống tóc nha, làm tóc mình dày hơn nè, bồng bềnh, dễ tạo kiểu hơn nữa. Với lại em thấy hả, đâu phải con gái mới uống tóc đâu bây giờ hả? Con trai cũng uống tóc nhiều lắm á, giống như là mấy cái ca sĩ nam nè, nghệ sĩ rồi đó. Đã uống tóc nhiều lắm á, bên nước ngoài như Việt Nam mình bây giờ là uống tóc lên là nhìn hả gợn gợn, mà khi tóc anh dài ra ha là sẽ không có thấy tóc anh dài ra luôn, mà nhìn bóng đẹp lắm luôn á. Ờ ha, cô giáo nói tôi mới để ý nha, để thử một lần coi sao. Dạ. Trời ơi, không ngờ cô giáo cũng thích coi phim Bố Là Tất Cả nữa ha. Dạ đúng rồi, phim đó hay mà, vui cũng có, buồn cũng có đúng luôn. Đúng rồi đó, anh thích lắm, không bỏ sót tập nào, hòa mình theo từng phân đoạn. Xong chưa ba? Ờ, ba còn uống tóc hơi lâu, con về trước đi. Ôi, hết thời ba nghe lời bà điên này.
thằng. Nói gì á? Đi đi về đi. Bye bye nha, về nhà gặp nha. À cô giáo, dạ. Cô giáo có biết tại sao mà ba Thuận lại khóc trong đám cưới của mình Thảo không? Ồ anh không biết hả? Không. Ồ vậy là tập trước mà anh không coi hả? Không, anh bị bỏ sót tập trước tức dễ sợ luôn nè. Trời ơi, tập trước không coi là không có hiểu đâu nha. Hay là em có liên nghe YouTube tập đó nè, em gửi cho anh coi ha. Không mấy á, chừng nào hai anh em mình xong á, về nhà em đi, hai anh em mình coi chung. Ờ thôi vậy đi, chứ từ nãy giờ có người không được vui. Em về rồi nè. À, hello em. Ủa? Ừ? Anh ăn mì tôm hả? Ừ. Thôi, mọi người đang ăn mì tôm nữa, ăn gà rán đi, anh Ngọc đem qua rồi nè. Hả? Anh gửi xe xong anh vô liền á. Ông đó ông qua đây chi nữa vậy? Hả? Sao vậy? Lại năn nỉ vật tay từ sáng đến tối nữa rồi, khổ tôi rồi. Không có đâu, anh qua đây anh coi phim chung với em cho vui á. Thiệt không? Ừ. Xin chào mọi người. Chào anh. À. Anh, đợi em xíu nha, em chạy lên lầu lấy laptop. Ừ. Chạy nhanh dữ vậy. À, chào. Ừ. À, dạ, mời anh ngồi ạ. À. Mọi người thấy hôm nay tóc anh đẹp không? Ờ, cha, kiểu này bên Thái đẹp lắm nè. Nhìn hổng đồng hàng với ai luôn á. Cảm ơn. À, anh có mua gà cho mọi người nè. À, cảm ơn. Gà cho em nó nghe chưa? Nghe chưa? Hết thôi nó con quỷ. Sao mi nó chạy như một cơn bão vậy? Con quỷ đó nó vậy đó. Thôi tụi em không khách sáo nha. Nè phần của em nè. Đây. Cảm ơn. Mai. Em đang làm gì vậy? Em đang sơn móng tay. Cho anh mượn một cái được không? Đây 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 đây. Đó. Anh muốn lấy nào anh lấy. Màu ngọt quá. Đoạn này nó xúc động quá à. Nó sắp chia tay kìa. Ủa, làm gì mấy đứa tụ tập đông đủ quá vậy? Dạ, chào cô Liễu. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô hả Ngọc? À, con tới chơi chút rồi, rồi con về. Dạ. Cô làm cái gì vậy? Bị sao vậy? Nó nói chuyện với cô, nó qua khúc cảm động mà con khóc bù. Hai nó quen lại rồi kìa. Dễ thương. Em thấy tóc hôm nay đẹp không? Anh mới uống đó. Tóc anh bữa nay bị cái gì kỳ vậy? Hả? Anh uống đẹp mà. Trời đất ơi, cái nhìn mà thấy ghê quá vậy nè. Anh đi giữ thẳng ra liền cho em coi. Thôi, tóc này đẹp mà, vũ làm chi? Đẹp cái con khỉ á, nhìn thấy mà ghê à. Mẹ ơi, cho con nè. Cái gì vậy ba? Con thấy ba đẹp không? Ba mới uống đó. Con tưởng ba ăn mì gói và để lương trên chển. Mẹ ơi, cho con 50.000 đi. Cảm ơn. Chắc từ nay về sao con khỏi ăn mì gói luôn. Kỳ vậy, ai cũng nói tóc mình đẹp mà ta. Anh để nguyên đó cho em. Cái gì nữa đây? Hả? À, trời đất ơi. Anh bắt trước ai mà đi sơn móng tay vậy nè? Hả? Anh sơn để cho nó bảo vệ móng khỏi bị trầy xước. Bảo vệ cái con khỉ á. Hả? Bây giờ còn bị đặt sơn móng tay nữa. Không mấy anh lấy đồ trang điểm của em kìa. Anh đánh đồ trang điểm của em lên, đánh son, đánh phấn lên luôn rồi mặt đầm của em luôn đi. Em làm gì mà giận dữ vậy? Đây là mốt hiện đại thời trang của đàn ông đó. Lúc này là em thấy kỳ cục lắm phải chưa? Em không cần
được biết, chùi liền lập tức ngay cái bộ móng. Thôi đừng có chùi, anh cực khổ lắm á. Thôi bằng tay đi. Thôi mà. Mẹ ơi, cho anh chơi thời gian nữa thôi. Cái gì? Ủa ba mẹ làm gì vậy? Tiền học của con chứ gì, ở trên bàn kìa. Thôi mà, cho anh chơi thời gian nữa thôi. Rồi. Ngồi yên cho em, bốt gì mà kỳ cục à. Trời ơi, sơn cái gì mà dày quá, nó dày nè, chùi hoài cũng không ra nữa. Nhẹ nhẹ đau tay anh đó. Ngồi yên nữa đi. Ở công sức của người ta mà. Thấy mà ghê à. Thuốc này đa số thành phần là estrogen không chị? Là cái estrogen mà người ta kêu là hormone nữ đó hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, anh uống mà không cần chỉ định của bác sĩ luôn hả? Như vậy là không được đâu. Chị đã khuyên anh bao nhiêu lần là không được uống mà anh không có nghe lời chị. Thiệt tình luôn à. Lúc nãy hai đứa có thấy người phụ nữ mông to đó không? Cứ tưởng là bà ta xấu được nhiều đồ ăn hả? Công nhận á, là anh giỏi thiệt luôn á. Chắc chắn mai mốt em phải đi shopping nhiều với anh mới được á. Ừ. À, hay bây giờ mình đi tìm quán chỗ nào uống nước đi. Anh khao hai đứa. Trà sữa. Trời ơi, đồng thanh quá ha. Đúng là hiểu nhau ghê á. Bây giờ anh sẽ khao hai đứa chịu không? Yeah. Em biết có quán trà sữa này ngon nhất Sài Gòn luôn á. Vậy mình đi liền đi. Dạ. Gì vậy? Trong con thời gian lướt nắng.